Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Storybook Coin. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà Telegram Start Chatbot nè bạn. Rồi các bạn click chat các bạn. Rồi bạn bấm vào tôi không phải là cái máy nữa. Rồi các bạn vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chiếc xe buýt. Mình rất là ghét cái captcha này các bạn. Xe buýt tiêu tán, xe tải, xe buýt, xe buýt rồi còn tiếp theo xe buýt sai rồi, các bạn bấm nút submit nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè, rồi bấm nút chat nè. Rồi mình sẽ nhận được 40 đô tốt cần sau khi biết sau khi book, rồi bấm submit detail các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nữa. Khi join vào kênh group thì các bạn nhớ bấm vào click giữa group trang các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên join tiếp kênh seller nữa. Sau đó các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã join vào group nữa. Cộng ảnh 3 số 1, 3 số 2, chữ bot nữa. Phải không ta? Các bạn vào setting nữa. Đúng rồi. Rồi tiếp tục các bạn điền lại tiếp tục follow tại Twitter và tại Weibot nữa. Trên tại Twitter nó các bạn theo dõi nữa. Các bạn like nè, các bạn chia sẻ cho tại Weibot nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tại Weibot lên nè. Rồi sau đó thì các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn. Không bình về nào nó chính. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sẽ match trên bet20 trên chocolate cho mình nè các bạn. Sau đó bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi các bạn chỉ lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân cái thứ tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nha.